độ Missy và những câu nói hay về cuộc sống phần 4. Các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Em chạy Grab thì có cách nào mua được nhà như anh không ạ? Thế bây giờ em định chạy Grab suốt à? À, em định chạy Grab cả đời à? Tư duy đừng bao giờ các bạn, đừng bao giờ mình cứ bao giờ nghĩ mãi là mình sẽ là người đi làm thuê. Thật, như thế không giàu được đâu. Dám nghĩ dám làm đi các bạn. Nhưng mà khi nào mình có đủ kinh nghiệm mình sẽ làm nhá. Có nhiều người xong người ta có vốn thì người ta ra mở một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, xong người ta từ đấy lên tiệm tạp hóa lớn các thứ. Đấy là tư tưởng người ta làm chủ đấy các bạn. Người ta sẽ đi thuê người về làm thuê đấy. Còn nếu như một cái tư tưởng mình cứ mãi mãi loanh quanh chỉ có đi làm thuê xong chạy hết công ty để chạy không ra, nếu như các bạn giỏi các bạn lương cao thì tôi không nói làm gì cả, nhưng mà nếu như mà cứ mãi mãi kiểu làm cái nghề kiểu ấy như thế thì mình phải thay đổi chứ. Đồng tiền thì càng ngày nó càng mất giá đi đúng không, thì mình cứ làm thế lương thế mãi làm sao được. Cứ 1-2 năm làm thế thì cũng ok, nhưng mà ví dụ 5 năm 10 năm nhìn lại lương mình vẫn như thế, thế là mình bị thọt rồi, thế là mình bị phí thời gian rồi còn gì nữa.